Kính thưa quý vị, loại thuốc chữa dịch Ebola vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Tổng thống Obama hôm thứ Năm tuyên bố vẫn quá sớm để có thể xem xét đến việc gửi thuốc chữa Ebola thử nghiệm đến Tây Phi. Đây là loại thuốc còn đang thử nghiệm, nhưng dường như đã giúp hai người Hoa Kỳ hồi phục. Theo lời Tổng thống Obama, thế giới cần phải để khoa học dẫn đường để liệu xem có đưa thuốc ZMapp đến vùng bị nhiễm vi khuẩn Ebola hay không. Ông nói rằng các quốc gia bị ảnh hưởng bởi Ebola nên tập trung vào việc xây dựng một cơ sở hạ tầng y tế công cộng vững chắc. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tổng số thương vong của dịch Ebola ở Tây Phi đã lên đến 1.000 người, từ tổng số 1.700 ca lây nhiễm. Liberia và Sierra Leone có số tử vong và lây nhiễm Ebola cao nhất. Tuần tới, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ triệu tập một ủy ban đạo đức y khoa để quyết định xem ZMapp có nên được phân phát cho một số người bệnh Ebola ở Tây Phi hay không.